chương một tìm kiếm tất cả chúng ta đều tìm kiếm sự bình an và hòa hợp vì đó là những thứ ta thiếu thốn trong đời tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc và xem đó là quyền của chúng ta tuy hạnh phúc là mục tiêu mà chúng ta đều cố gắng tiến tới nhưng ít khi đạt được trong đời nhiều lúc chúng ta trải qua những sự không hài lòng bấn loạn bực tức bất hòa đau khổ ngay cả nếu như trong lúc này ta không có gì để bất mãn tất cả chúng ta đều có thể nhớ lại những lúc chúng đã làm ta đau khổ và thấy trước được rằng một lúc nào đó chúng có thể xảy ra cuối cùng tất cả chúng ta đều phải đối diện với sự đau khổ của cái chết những bất mãn của cá nhân ta không chỉ giới hạn với riêng mình thay vì vậy chúng ta tiếp tục lan tỏa sự đau khổ của mình sang những người khác không khí chung quanh một người đau khổ trở nên kích động hơn khiến cho tất cả những ai bước vào môi trường đó cũng đều cảm thấy bấn loạn và không hạnh phúc bằng cách này những căng thẳng cá nhân cộng hưởng tạo nên căng thẳng xã hội đây là bất ổn căn bản của cuộc đời bản chất không mãn nguyện có những việc ta không muốn lại xảy ra có những việc ta muốn lại không xảy ra Chúng ta không biết tiến trình này do đâu và xảy ra như thế nào. Cũng như mỗi chúng ta đều không biết gì về sự sinh ra và chết đi của chính mình. 25 thế kỷ trước ở miền Bắc Ấn Độ Một người quyết định khảo sát bất ổn này Bất ổn về khổ đau của nhân loại Sau nhiều năm tìm kiếm và thử nghiệm nhiều phương pháp ông đã khám phá ra một cách để đạt được tuệ giác vào bản tánh chân thật của chính mình và chứng nghiệm sự giải thoát thực sự khỏi khổ đau sau khi đạt được mục đích tối thượng của sự giải thoát của sự dứt trừ khổ đau và xung đột ngài dành hết quãng đời còn lại để giúp người khác thực hiện được những gì ngài đã thực hiện chỉ cho họ con đường giải thoát cho chính họ. Người này là Siddhartha Gautama, là Đức Phật, bậc giác ngộ. Chỉ nhận mình là một người bình thường, giống như tất cả các bậc thầy vĩ đại, ngày trở thành đề tài của những huyền thoại. Nhưng dù là những câu chuyện kỳ diệu kể về tiền thân của Ngài hoặc về những quyền lực siêu nhiên của Ngài, tất cả đều cho thấy ngài không bao giờ tuyên bố mình là thần thánh hay được thần thánh hội nhập bất cứ phẩm tính đặc biệt nào ngài có đều là những tính tốt của con người đã được ngài làm cho toàn mỹ vì vậy những gì ngài đạt được đều nằm trong tầm tay của bất cứ ai làm theo như ngài đã làm đức phật không dạy bất kỳ tôn giáo triết lý hay hệ thống tính điều nào. Ngài gọi những gì Ngài dạy là đam ma, nghĩa là luật, luật của tự nhiên. Ngài không thích giáo điều hay suy diễn vô ích. Thay vì vậy, Ngài cống hiến một giải pháp thực tiễn và phổ quát cho một vấn đề phổ quát. Ngài nói, Bây giờ cũng như trước kia, ta dạy về khổ đau và sự chấm dứt hoàn toàn khổ đau ngài từ chối mọi tranh luận không dẫn đến sự giải thoát khổ đau ngài nhấn mạnh những điều ngài giảng không phải do ngài phát minh ra hay được tiết lộ cho ngài một cách huyền bí đó chỉ là sự thật là thực tại mà với sự cố gắng của chính mình ngài đã khám phá ra giống như nhiều người trước ngài đã làm được và nhiều người sau ngài cũng sẽ làm được ngài không giữ độc quyền về sự thật ngài cũng không áp đặt bất cứ thẩm quyền đặc biệt nào về những điều ngài dạy không phải vì mọi người tin nơi ngài cũng không phải vì tính cách hợp lý hiển nhiên của những điều ngài dạy trái lại ngài tuyên bố rằng sự nghi ngờ và kiểm nghiệm lại những gì ngoài tầm kinh nghiệm của mình là điều thích đáng đừng vội tin những gì nghe được những gì được truyền lại từ những thế hệ trước những ý kiến của đại chúng hay những gì trong kinh điển đừng chấp nhận điều gì là đúng nếu chỉ do suy luận do sự xét đoán bề ngoài hay vì thiên vị về một quan điểm nào đó hay vì nó có vẻ đáng tin hay vì thầy mình đã bảo như vậy nhưng khi chính quý vị tự mình biết những nguyên tắc này không tốt đáng chê trách bị các nhà hiền triết lên án và nếu chấp nhận và làm theo thì chúng chỉ dẫn đến sự tai hại và đau khổ lúc đó quý vị phải buông bỏ chúng và khi quý vị tự biết những nguyên tắc này tốt không có gì đáng chê trách được các nhà hiền triết khen ngợi và khi chấp nhận và đem áp dụng chúng mang lại an lạc và hạnh phúc thì quý vị phải chấp nhận và đem ra thực hành thẩm quyền cao nhất là tự mình thể nghiệm lấy sự thật không nên chấp nhận điều gì chỉ do lòng tin mà thôi chúng ta phải xem xét nó có hợp lý thực tế và có ích lợi hay không khảo sát một giáo huấn bằng lý luận cũng không đủ để chấp nhận nó là đúng về mặt tri thức nếu chúng ta muốn được hưởng lợi ích từ sự thật chúng ta phải trực tiếp thể nghiệm nó chỉ khi đó ta mới có thể biết được nó có thật đúng hay không đức phật luôn luôn nhấn mạnh rằng những điều ngài dạy chỉ là những gì ngài đã thể nghiệm bằng sự hiểu biết trực tiếp và ngài khuyến khích người khác tự họ phát triển những hiểu biết như vậy để trở thành thẩm quyền của chính mình mỗi người hãy tự biến mình thành một hòn đảo một nơi nương tựa cho chính mình không có nơi nương tựa nào khác hãy lấy sự thật làm hòn đảo của mình lấy sự thật làm nơi nương tựa không có nơi nương tựa nào khác nơi nương tựa chân thật duy nhất trong cuộc đời mảnh đất vững chãi duy nhất cho ta đứng trên đó thẩm quyền duy nhất có thể dẫn dắt và bảo vệ ta thích đáng chính là sự thật là đam ma luật của tự nhiên được thể nghiệm và kiểm chứng bởi chính ta vì vậy trong giáo pháp của ngài đức phật luôn cho rằng việc trực tiếp chứng nghiệm sự thật là điều tối quan trọng những gì ngài đã thể nghiệm ngài cố gắng giảng thật rõ để người khác có thể dùng đó làm kim chỉ nam và tự mình thể nghiệm sự thật ngài nói giáo huấn ta trình bày không có hai mặt trong ngoài khác nhau ta không che giấu một điều gì cả ngài không có những bí truyền dành riêng cho số ít người được chọn ngược lại ngài mong muốn định luật tự nhiên được biết đến càng đơn giản và càng rộng rãi càng tốt để càng nhiều người được hưởng lợi ích càng tốt ngài cũng không quan tâm đến việc thiết lập tôn giáo hay sùng bái cá nhân với ngài là trung tâm điểm ngài chủ trương nhân cách của người giảng dạy không quan trọng bằng giáo pháp người đó dạy mục đích của ngài là chỉ cách cho người khác tự giải thoát chứ không phải biến họ thành những tín đồ mù quáng. Đối với người bày tỏ sự cung kính quá đáng, Ngài nói Các người được lợi ích gì khi chiêm ngưỡng cái thân xác sẽ bị hủy hoại này? Người nào thấy đam ma là thấy ta, người nào thấy ta là thấy đam ma. Lòng sùng kính một người khác dù người đó có thánh thiện đến đâu đi nữa cũng không đủ để giải thoát được ai không thể có sự giải thoát hay cứu rỗi mà không có kinh nghiệm trực tiếp về thực tại vì vậy sự thật là chính yếu chứ không phải người nói ra sự thật chúng ta nên kính trọng bất kỳ ai giảng dạy sự thật nhưng cách tốt nhất để bày tỏ lòng tôn kính đó là nỗ lực tự mình chứng nghiệm sự thật. Khi những vinh dự rất lớn được dành cho ngài lúc cuối đời, Đức Phật đã nhận xét: "Đây không phải là sự tôn kính hay lòng thành kính đúng cách đối với một đấng giác ngộ. Tốt hơn là các vị tăng ni hay nam nữ cư sĩ hãy bước đi một cách vững vàng trên con đường Đam Ma." từ bước đầu đến bước cuối. Là những người thực hành đam ma đúng cách, đó mới là vinh danh, kính ngưỡng bậc giác ngộ một cách tôn trọng nhất. Đức Phật dạy con đường mà mọi người đều có thể đi theo. Ngài gọi con đường đó là bát thánh đạo, có nghĩa là thực tập tám phần tương quan mật thiết. Gọi là thánh vì những ai đi trên con đường đó sẽ trở thành người có tâm thánh thiện thành thánh nhân không còn đau khổ đó là con đường của tuệ giác về bản chất của thực tại con đường chứng nghiệm sự thật để giải quyết những bất ổn của mình chúng ta phải nhận biết tình huống một cách đúng thật chúng ta nhất thiết phải học cách nhận biết vẻ ngoài hiển nhiên của thực tại và cũng phải thâm nhập qua vẻ ngoài để nhận thức được những sự thật tinh tế hơn rồi đến sự thật tối hậu và cuối cùng là để chứng nghiệm sự thật giải thoát khỏi đau khổ bất cứ danh từ nào chúng ta chọn để gọi sự thật giải thoát này hoặc là niết bàn Nibbana thiên đàng hay là gì đi nữa đều không quan trọng điều quan trọng là chứng nghiệm nó con đường duy nhất để chứng nghiệm sự thật một cách trực tiếp là nhìn vào bên trong là quan sát chính mình cả đời ta chỉ quen nhìn ra ngoài chúng ta luôn luôn chú ý đến những gì xảy ra ở bên ngoài những gì người khác đang làm chúng ta ít khi hay chẳng bao giờ thử tìm hiểu cấu trúc tinh thần và thể chất những hành động và thực tế của chúng ta vì vậy chúng ta không biết gì về chính mình chúng ta không nhận biết được sự vô minh về chính mình nó tai hại như thế nào những lực lượng bên trong bắt ta làm nô lệ cho chúng như thế nào mà chúng ta không hề hay biết cái bóng tối bên trong này phải bị xóa tan đi để chúng ta có thể hiểu được sự thật chúng ta phải có tuệ giác vào bản chất của chính ta để hiểu được bản chất của sự hiện hữu do đó con đường đức phật chỉ ra là con đường tự xét tự quan sát ngài nói trong thân xác chưa được hai mét chiều cao này có tâm và những cảm nhận của tâm qua đó ta biết được về vũ trụ nguồn gốc và sự kết thúc của vũ trụ cũng như con đường dẫn đến sự kết thúc ấy toàn thể vũ trụ và những luật tự nhiên do vũ trụ vận hành đều được thể nghiệm trong chính bản thân ta chúng chỉ có thể được thể nghiệm trong chính ta mà thôi Ta khảo sát sự thật về bản thân mình không phải vì sự tò mò nhàn rỗi của trí óc mà là có mục đích xác định. Bằng vào sự quan sát chính bản thân mình, chúng ta lần đầu tiên ý thức được những phản ứng bị điều kiện hóa. Những định kiến che mờ tâm trí khiến ta không thấy được thực tại và tạo ra đau khổ. Chúng ta nhận ra những căng thẳng tích lũy bên trong tâm làm ta dao động đau khổ và ta nhận ra rằng có thể loại bỏ chúng dần dần ta học được cách làm sao để chúng tự mất đi và tâm ta trở nên thanh tịnh an bình và hạnh phúc phương pháp này là một tiến trình đòi hỏi sự thực hành liên tục có thể có những bước tiến vượt bực bất ngờ nhưng đó chỉ là kết quả của những nỗ lực lâu dài cần phải tiến hành qua từng bước một tuy nhiên lợi ích đến ngay trong từng bước chúng ta không thực hành với niềm hy vọng chỉ có được lợi ích hay sự vui thích trong tương lai hoặc sau khi chết được lên một cõi trời mà hiện ở đây ta chỉ biết đến qua sự ước đoán lợi ích của sự thực hành phải cụ thể sống động dành cho chính ta được thể nghiệm tại đây ngay vào lúc này quan trọng hơn hết đây là một giáo huấn để thực hành việc đơn thuần đặt niềm tin vào đức phật hay giáo huấn của ngài không giúp ta thoát khỏi đau khổ và việc nhận hiểu giáo pháp hoàn toàn qua tri thức cũng không giúp được gì cả hai điều này chỉ có giá trị nếu chúng gợi cảm hứng cho ta thực hành giáo pháp chỉ có thực hành những lời phật dạy mới mang lại kết quả cụ thể và làm thay đổi cuộc đời ta để tốt đẹp hơn đức phật nói nếu có người tụng kinh rất nhiều mà không thực hành lời kinh thì cũng giống như một người chăn bò chỉ đếm bò của người khác người đó không được hưởng phần thưởng cuộc sống cho người đi tìm sự thật một người khác có thể chỉ tụng đọc vài ba chữ trong kinh điển nhưng nếu người ấy sống cuộc sống đam ma bước đi trên con đường từ bước đầu cho tới đích thì người đó được hưởng phần thưởng cuộc sống cho người đi tìm sự thật con đường phải đi theo giáo lý phải thực hành nếu không đó chỉ là một bài tập vô nghĩa không cần phải tự gọi mình là phật tử mới thực hành được giáo huấn này tên gọi không liên quan gì đến sự thực hành đau khổ không hề phân biệt mà là phổ biến với mọi người bởi vậy phương thức điều trị muốn hữu ích phải áp dụng được như nhau cho tất cả mọi người. Pháp này không dành riêng cho các nhà tu ẩn sĩ đã xa lìa đời sống thế tục. Dĩ nhiên phải cần một khoảng thời gian để học cách thực hành. Nhưng sau khi đã học xong, ta phải áp dụng vào đời sống hàng ngày. Những ai đã từ bỏ gia đình và trách nhiệm thế tục để theo con đường này có cơ hội luyện tập nhiều hơn thâm nhập giáo lý sâu xa hơn và do đó tiến bộ nhanh hơn mặt khác những người sống trong đời với nhiều trách nhiệm khác nhau chỉ có thời gian giới hạn để thực tập nhưng dù là chủ gia đình hay sống không gia đình ta vẫn phải thực hành đam ma chỉ có vận dụng đam ma mới mang lại kết quả nếu đây thực sự là con đường đưa ta từ đau khổ đến bình an thì trong khi thực hành ta phải có hạnh phúc hơn hòa hợp hơn và bình an hơn với chính mình đồng thời mọi quan hệ của ta với người khác cũng phải trở nên bình an và hòa hợp hơn thay vì tăng thêm sự căng thẳng cho xã hội chúng ta có thể đóng góp tích cực làm tăng thêm hạnh phúc và an bình cho mọi người muốn theo con đường chúng ta phải sống cuộc sống của đam ma của sự thật của sự thanh tịnh đây là phương cách đúng đắn để thực hành giáo huấn thực hành đam ma đúng đắn là nghệ thuật sống vậy vấn đáp câu hỏi thầy hay viện dẫn đức phật vậy có phải thầy giảng đạo phật không thiền sư s n Gwenka. Tôi không quan tâm đến việc thuộc về đạo nào. Tôi giảng Đam Ma như Đức Phật đã giảng. Ngài chưa bao giờ dạy bất kỳ tôn giáo hay học thuyết nào. Ngài dạy những điều mang đến lợi lạc cho con người thuộc mọi giai cấp. Một nghệ thuật sống. Bất kỳ ai sống trong vô minh cũng đều có hại và bất kỳ ai phát triển trí tuệ cũng đều được tốt đẹp bởi vậy ai cũng có thể thực hành pháp này và đều được lợi ích một tín đồ cơ đốc giáo sẽ trở thành một con chiên tốt một người do thái giáo hồi giáo ấn giáo hay một phật tử đều trở thành tín đồ tốt của tôn giáo họ ta phải trở thành một người tốt nếu không ta chẳng bao giờ có thể là một tín đồ tốt điều quan trọng nhất là làm sao để trở thành người tốt. Thầy nói đến điều kiện hóa, có phải tập pháp môn này cũng là một kiểu điều kiện hóa tâm hồn, cho dù là điều kiện hóa tích cực. Không đúng, trái lại, đây là một tiến trình hóa giải điều kiện. Thay vì áp đặt bất cứ điều gì vào tâm phương pháp này tự động loại bỏ những bất thiện để chỉ còn lại những phẩm tính thiện lành tích cực trong tâm khi loại bỏ những tính xấu thì sẽ hiển lộ những phẩm tính tốt đẹp vốn là bản chất nền tảng của một tâm thanh tịnh nhưng việc ngồi yên với tư thế nào đó trong một thời gian và hướng sự chú tâm theo một cách nào đó chính là một hình thức điều kiện hóa. Nếu quý vị thực hành nó như một trò chơi hay một cách máy móc thì đúng là điều kiện hóa tâm. Đó là vận dụng sai Vipassana. Khi được thực hành đúng, pháp này sẽ giúp bạn tự mình trải nghiệm trực tiếp sự thật. Và từ kinh nghiệm này, sự hiểu biết được phát triển một cách tự nhiên qua đó phá hủy mọi điều kiện trước đây chỉ ngồi thiền cả ngày và quên hết chuyện đời có phải là ích kỷ hay không nếu chỉ có vậy thôi thì đúng là ích kỷ nhưng đây chỉ là một phương tiện để đưa đến một kết quả hoàn toàn không ích kỷ một tâm hồn lành mạnh khi quý vị có bệnh Quý vị vào nhà thương để phục hồi sức khỏe. Quý vị không ở đó cả đời mà chỉ đến đó khôi phục sức khỏe để tiếp tục sống. Cũng vậy, quý vị tham dự khóa thiền để cho tâm được lành mạnh. Nhờ vậy, quý vị hành xử tốt cho chính mình và cho người khác trong đời sống hàng ngày. Nhìn thấy sự đau khổ của người khác mà mình sống bình an, Hạnh phúc thì có phải là vô tình hay không? Nhạy cảm đối với đau khổ của người khác không có nghĩa là bản thân quý vị cũng phải buồn. Thay vì vậy, quý vị phải giữ sự bình tĩnh và quân bình để có thể hành động xoa dịu sự đau khổ của họ. Nếu quý vị cũng buồn, quý vị gia tăng sự đau khổ quanh mình, chẳng giúp được ai, chẳng giúp gì cho chính mình tại sao chúng ta không sống bình an vì thiếu trí tuệ một cuộc sống thiếu trí tuệ là một cuộc sống ảo tưởng nó là một trạng thái dao động đau khổ trách nhiệm đầu tiên của chúng ta là sống một cuộc sống lành mạnh hòa hợp tốt cho chúng ta và cho tất cả mọi người muốn vậy Chúng ta phải học sử dụng khả năng tự quan sát, quan sát đúng thật. Tại sao cần phải theo khóa thiền 10 ngày để học kỹ thuật này? Nếu quý vị có thể ở lâu hơn thì càng tốt. Tuy nhiên 10 ngày là thời gian tối thiểu để có thể nắm vững được những điểm căn bản của phương pháp này. Tại sao phải ở trong khuôn viên của khóa thiền trong 10 ngày? Bởi vì quý vị ở đây để thực hiện một cuộc giải phẫu tâm mình. Mỗi cuộc phẫu thuật đều phải được thực hiện ở bệnh viện, trong phòng mổ được bảo vệ vô trùng. Ở đây, trong khuôn viên khóa thiền, quý vị có thể thực hiện cuộc phẫu thuật mà không bị quấy nhiễu bởi những ảnh hưởng bên ngoài khi khóa học chấm dứt cuộc phẫu thuật hoàn tất và quý vị sẵn sàng để ra đối diện với đời phương pháp này có chữa lành bệnh cho thân không có đó là kết quả phụ nhiều chứng bệnh tâm thần tự nhiên mất đi khi những căng thẳng trong tâm được giải tỏa nếu tâm bị dao động thân bệnh chắc chắn phát triển khi tâm trở nên thanh tịnh thì bệnh tự khắc khỏi nhưng nếu mục đích của quý vị chỉ để chữa bệnh thay vì để thanh lọc tâm thì quý vị chẳng đạt được gì cả tôi đã nhận ra rằng những người theo khóa thiền để chữa bệnh chỉ chú tâm vào bệnh của họ trong suốt khóa thiền hôm nay bệnh có bớt không 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 khá hơn Hôm nay bệnh có giảm đi không? Không, không giảm đi. Họ phí cả 10 ngày như vậy. Nhưng nếu ý định chỉ là thanh lọc tâm, thì nhiều căn bệnh sẽ tự động khỏi do kết quả của thiền. Theo thầy thì mục đích của cuộc đời là gì? Là thoát khỏi khổ đau. Con người có khả năng tuyệt diệu để vào sâu bên trong quán sát thực tại và thoát khỏi khổ đau. Không dùng khả năng này là phí phạm cuộc đời. Hãy dùng nó để sống một đời sống thực sự khỏe mạnh và hạnh phúc. Thiền sư nói đến trường hợp bị chế ngự bởi tiêu cực. Thế còn khi bị chế ngự bởi sự tích cực thì sao? Chẳng hạn như tình yêu, cái mà bạn gọi là tích cực là bản chất thực sự của tâm khi tâm không còn bị điều kiện hóa thì nó luôn luôn tràn đầy tình thương tình thương thanh tịnh và bạn cảm thấy bình an và hạnh phúc nếu bạn loại bỏ tiêu cực thì còn lại tích cực còn lại sự thanh tịnh hãy để cho cả thế giới tràn ngập sự tích cực này bước đi trên con đường trong thành savatthi ở bắc ấn đức phật có một trung tâm lớn nơi mọi người đến để thiền tập và nghe ngài giảng dhamma một chàng trẻ tuổi thường đến nghe giảng mỗi buổi chiều chàng nghe đức phật giảng trong nhiều năm nhưng chưa bao giờ đem những giáo huấn ra thực hành sau vài năm một chiều kia chàng đến thiền viện sớm và thấy đức phật chỉ có một mình chàng lại gần ngài và nói bạch ngài con có một câu hỏi cứ làm con thắc mắc mãi ồ không nên có một nghi vấn nào trên con đường đam ma hãy làm cho chúng được sáng tỏ câu hỏi của anh là gì bạch ngài trong nhiều năm con đã đến thiền viện con nhận thấy có một số lớn các nhà tu hành và cư sĩ quanh ngài qua nhiều năm tháng họ đến với ngài con thấy một số vị đã đạt đến giai đoạn cuối cùng hiển nhiên họ đã giải thoát hoàn toàn con cũng thấy nhiều người khác có thay đổi trong cuộc sống mặc dầu con không thể nói họ đã được giải thoát hoàn toàn nhưng họ tốt hơn trước đây rất nhiều nhưng bạch ngài con cũng nhận thấy một số đông người trong đó có con vẫn như cũ đôi khi còn tệ hơn số người này không thay đổi gì cả hoặc không hề thay đổi theo hướng tốt hơn tại sao lại như vậy thưa ngài người ta đến với ngài một vĩ nhân đã hoàn toàn giải thoát một người đầy quyền năng và lòng trắc ẩn. Tại sao Ngài không dùng quyền năng và lòng trắc ẩn để giải thoát tất cả bọn họ? Đức Phật mỉm cười và nói Này, anh thanh niên, anh sống ở đâu? Quê anh ở đâu? Bạch Ngài, con sống ở đây, thành Savatthi, thủ phủ của Kosala. Phải, nhưng vẻ mặt anh cho thấy anh không phải là người ở đây quê anh ở đâu bạch ngài ở rajagaha thủ phủ của magadha con đến sinh sống ở đây từ mấy năm nay rồi thế anh có cắt đứt mọi liên lạc với rajagaha không bạch ngài không con còn họ hàng bạn bè cơ sở làm ăn ở đó vậy chắc là anh phải đi về rajagaha luôn chứ bạch ngài phải hàng năm con trở về rajagaha nhiều lần cứ đi đi lại lại nhiều lần như thế chắc anh biết rõ con đường chứ ồ bạch ngài phải con biết rõ lắm dù cho có bịt mắt lại con cũng tìm được tới rajagaha vì con đã đi lại đường này nhiều lần và bạn anh những người biết rõ anh chắc chắn họ phải biết anh từ rajagaha tới lập nghiệp ở đây họ phải biết anh thường đi rajagaha và trở lại và anh biết rõ đường từ đây đến rajagaha ồ bạch ngài phải những người thân cận với con đều biết con hay đi rajagaha và biết rõ đường đi Vậy chắc chắn phải có người đến hỏi anh đường đi đến Rajagaha. Anh có giấu họ không hay anh chỉ rõ cho họ đường đi? Bạch Ngài, có gì mà phải giấu? Con hết lòng chỉ cho họ. Bắt đầu hãy đi về hướng đông, rồi hướng về phía Banarat và tiếp tục đi tới Gaza, rồi Rajagaha. Con giải thích rất rõ cho họ và tất cả những người anh chỉ đường có đều đến được rajagaha không làm sao có thể được thưa ngài chỉ những người nào đi hết đường thì sẽ tới rajagaha này chàng thanh niên đó là những gì ta muốn giảng cho anh mọi người tiếp tục đến với ta biết rằng đây là một người đã đi từ đây đến nibbana niết bàn và biết rõ đường này họ tới và hỏi đường nào tới nibbana tới giải thoát và có gì đâu để giấu giếm ta giảng cho họ rất rõ ràng đây là con đường nếu có người gật đầu và nói nói hay lắm con đường tốt nhưng tôi không bước đi trên đó một con đường kỳ diệu nhưng tôi không muốn nhọc mình bước đi làm sao người đó đến đích được ta không vác ai trên vai để đưa họ tới đích không ai có thể vác người khác trên vai để mang người đó tới đích cùng lắm với lòng tự ái người đó có thể nói này đây là con đường và tôi đã đi trên đó như thế nào quý vị cũng phải luyện tập cũng phải tự mình bước đi và sẽ tới đích mỗi người phải tự mình đi tự mình bước người bước một bước sẽ gần đích hơn một bước người bước một trăm bước sẽ gần đích hơn một trăm bước người đã đi hết mọi bước thì đến đích cuối cùng quý vị phải tự mình bước đi trên con đường